Chúng ta sẽ học bài thương có chữ số 0, trang 85. Ví dụ. À. 9450 chia 35. Ta chia theo số tự từ trái qua phải. Đó là 94 chia cho 35. 94 chia 35 được 2 lần. 2 x 5 bằng 10 với 0 nhớ 1. 2 x 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7. 94 bằng 70. 94 chia 70 bằng 24. Hạ 5 được 245. 245 chia cho 7. Và chia cho 35 được 7 lần. 7 x 5 35 với 5 nhớ 3. 7 x 3 bằng 21. Thêm 3 là 24. Vậy 245 chia 25 bằng 0. Hạ 0. Ta lấy 0 chia cho 35. 0 chia 35 thì được 0. 0 x 35 được 0. 0 trừ 0 bằng 0. Ở chỗ này ta hạ 0 xuống đây, đúng không? Ta chia. Thì ta không cần chia mà ta hạ 0 đây để ta chia. 35 chia 0 bằng 0, ta chia 0 bằng 0 luôn ở đây. Ta không phải nhân lại nữa và trừ bằng 0 nữa. Ta viết luôn bằng 0 ở đây. Đấy. Như vậy là 9450 chia 35 được 270. Và ta thấy thương là có một chữ số 0, đúng không? Ở phần hai đơn vị. Ví dụ thứ hai. Chia 2448 chia 24. Ta lấy 24 chia 24 được 1 lần. 1 x 24 bằng 24. 24 chia 24 bằng 0. Đây, 0, 0. Hàng đơn vị trừ đơn vị trừ hàng chục trừ hàng chục bằng 0. Ta hạ 4 xuống. Ta lấy 4 chia 24. 4 nhỏ hơn 24 nên 4 chia 24 được 0. Ta nhân ngược lên, 0 x 24 được 0, 4 trừ đi 4. 4 trừ đi 0 bằng 4. Chỗ này ta cũng không cần 0 nhân lên để ta trừ đi thì vẫn bằng 4, vậy ta không cần trừ vào đây. Đúng không? Ta vẫn để nguyên đây, hạ 4 xuống ta chia 24. 4 chia 24 được 0. Viết 0 vào đây. Do ta hạ 8 tiếp, ta được 48. 48 chia 4 24 được 2. 2 x 4 bằng 8. 2 x 2 bằng 4 vậy bằng 48. 48 trừ 48 bằng 0. Hàng đơn chục, hàng đơn vị trừ hàng đơn vị bằng 0, hàng chục trừ hàng chục bằng 0, ta viết vào đây. Như vậy, ở đây ta có 2448 chia cho 24 bằng 102. Và thương ở đây ta cũng thấy có một chữ số 0, mà chữ số 0 ở đây là ở hàng chục. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Được tính thì tính. Phép tính thứ nhất. 8750 chia cho 35. Ta lấy 87 chia cho 35 được 2 lần. 2 x 35 bằng 70. 87 trừ đi 70 thì sẽ được 87 trừ đi 70 được 17. Hạ 5 được 175. 175 chia cho 35 được 5 lần. 5 x 5 bằng 25, với 5 nhớ 2, 5 x 3 bằng 15, thêm 2 là 17 bằng 175. 175 trừ 175 bằng 0. Ta hạ 0 xuống, 0 chia 35 được 0. Đấy, và ta viết luôn đây, không cần nhân lại và trừ lại, bởi vì 0 chứ 0 bằng 0 vẫn viết đây. Ta không cần viết nữa, dù viết như này thôi. Tiếp theo, phép tính thứ hai đó là 23.520 chia cho 56. Lấy 235 chia 56. 235 chia 56 được 23 chia cho 5. Được 420 chia cho 5 được 4520 thì chỗ này 23 chia 5 được 4 lần thôi. 6424. Phải 4 nhớ 2. 4520 thêm 2 là 22 bằng 224. 224 thì chỗ 35 trừ đi 24 nó sẽ bằng là 5 trừ 4 được 1 lần, 3 trừ 2 được 1. Hạ 2. Được 112 chia cho 4. Được 2 lần. 26 bằng 12 với 2 nhớ 1. 2, 5 là 10. Thêm 1 là 11 và 112. 112 chứ 112 bằng 0. Ta hạ 0. Ta trừ cả hàng chục này. Chỗ này ta trừ luôn cả hàng chục đi. Không. Ta hạ 0 xuống nhé. Ta hạ 0 xuống. Ta lấy 0 này. Cái 0 này này. Chia cho 56. Được 0. 0 nhân với 56. Bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. Ta không cần viết nữa. Ta viết luôn này. Được rồi. Ý tiếp theo là ý 117.
1780, 1780 chia cho 42. Ta lấy 117 chia cho 42. 117 chia 42 được 3, 4, 12 thì phải lớn hơn 11 rồi, phải được 2 lần thôi. 2 x 42 bằng 8, 84. 84 thì ở đây 17 trừ đi 4, 7 trừ 4 được 3. 11 trừ đi 8 được 3. Hạ 8. Ba trăm ba mươi tám chia cho 42. 8 4 32 vậy được 8 lần. 8 2 16. 8 4 32 viết 2 thêm 1 là 33. Như vậy 336 338 trừ 336 bằng 2 lần. Được 2. Đúng không? Hạ 0. Được 20. 20 thì sẽ nhỏ hơn 42 nên chia cho 42 nó sẽ bằng 0. Được không? 0 x 42 bằng 0, 20 trừ đi 0 bằng 20. Vậy phép chia này là phép chia có dư bằng 208 và dư 20. Và số dư lúc nào cũng nhỏ hơn số chia. Ta làm ý B. Hai nghìn chín trăm chín mươi sáu chia cho 28. Ta lấy 29 chia 28 được 1. 1 nhân 28 bằng 28, 29 chia 28 được 1, hạ 9. Hạ 9 xuống được 19. 19 thì nhỏ hơn 28 nên 19 chia 28 được 0. 0 nhân 28 bằng 0, 19 trừ đi 0 cũng bằng 19. Ở đây ta sẽ không biết 19 đây nữa, không trừ đây nữa mà ta hạ luôn 6 xuống. Ta được 196, 196 chia 28. Được 7 2 14 8 2 9 8 2 10, 16. Nó 7, 5, 6, 16 cộng với 5 nó sẽ bằng nhiều hơn 19. Vậy không được 6 lần, không được 8 lần, chỉ được 7 lần thôi. 7, 8, 5, 6 với 6 nhân 5. 7, 2, 14 thêm 5 là 19, bằng 196. 196 trừ 196 bằng 0. Đấy. Ý tiếp theo 2420 chia cho 12. 2420 chia 12, ta lấy 24 chia 12 được 2 lần. 2 x 12 bằng 24, 24 chia 24 bằng 0. Hạ 2. Ta lấy 2 chia cho 12. 2 nhỏ hơn 12 nên 2 chia 12 được 0. 0 x 12 bằng 0. 2 trừ 0 bằng 0 bằng 2. Vậy ta hạ 2, hạ 0 tiếp xuống được 20. 20 chia 12 được 1 lần. 1 x 12 bằng 12, 20 trừ đi 12 thì sẽ bằng 8. Ý cuối cùng 13.870 chia cho 45. Tới 138 chia 45. 3, 4, 12 vậy thử 3 lần. 3, 5, 15 thấy 1 là 13. Được rồi, được 3 lần. 3, 5, 15 với 5 nhớ 1, 3, 4, 12 thêm 1 bằng 13, 135. 138 chia 135 này sẽ bằng 8 chia 5 sẽ bằng 3. Đây mà không. Hạ 7. Được 37, 37 chia 45. 37 nhỏ hơn 45 nên 37 chia cho 45 được 0. 0 x 45 bằng 0. 37 trừ đi 0 vẫn bằng 37. Vậy ta hạ tiếp 0 xuống. Ta được 370. 370 chia cho 45. 8 4 32 ta thử 8 lần. 8 5 40.
không. Nhớ 4. 8, 4, 32 thêm 4 là 36. Bằng 360. 3 bằng 70 trừ đi 360 bằng 10. Như vậy đây là phép tính chia có dư bằng 308 và dư 10. Nó sẽ làm bài số 2. Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97.200 lít nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phút máy đó bơm được bao nhiêu lít nước? Từng này phút thì bơm được từng này lít nước. Vậy thì 1 phút thì bơm được bao nhiêu lít nước? Vậy ta sẽ làm phép tính chia. Ta lấy cái số lít nước này chia cho cái số phút mà ta bơm được số nước lít nước này này. Thì nó sẽ ra là 1 phút bơm được bao nhiêu lít nước. Và ở đây chúng ta cần phải đổi ra phút. 1 giờ 12 phút sẽ bằng bao nhiêu phút? 1 giờ để bằng 60 phút. Vậy thì 1 giờ 12 phút sẽ bằng 60 cộng 12 bằng 72 phút. Để trước khi tính ta sẽ đổi. Đổi 1 giờ 12 phút bằng 72 phút. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi của bài. Trung bình mỗi phút máy đó bơm được số lít nước là, hoặc là số lít nước. Một phút máy đó bơm được là ta lấy 97.200 chia cho số phút là 72 phút. Mình chia nhá. Chín bảy nghìn hai trăm chia 72. Ta lấy 97 chia 72 được 1. 1 nhân 72 bằng 72. 97 chia đi 72 bằng 97 chia 72 bằng 25. Hạ 2. 25 chia 7. Ta lấy 25 chia 7. Ta nhẩm 25 chia 7 được 37 21 được khoảng 3 lần. 3 là 6. 37 21 bằng 216. 252 trừ đi 216. 12 trừ 6 bằng 6. 5 trừ 2 bằng 3. 36. Hạ 0 bằng 360. 360 chia cho 72 được 57, 35 được 5 lần. 52 là 10 với 0 nhớ 1, 57 35 thêm 1 là 36 bằng 360. Trừ 360 bằng 0. Hạ 0. 0 cho 72 được 0. Vậy bằng 1350. Lít. Nó sẽ làm bài số 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307 mét. Chiều dài hơn chiều rộng là 97 mét. A. Tính chu vi mảnh đất đó. B. Tính diện tích mảnh đất đó. Tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307. Người ta có hình chữ nhật. Đây là hình chữ nhật. Thì tổng độ dài của hai cạnh liên tiếp đây. Thứ nhất ta tính đây là cạnh số 1, đúng không? Có 4 cạnh thì 2, 3 và 4. Thì cạnh số 1 và cạnh số 2 này sẽ là hai cạnh liên tiếp. Hoặc là số 1 và 4, số 4 này sẽ là hai cạnh liên tiếp. Hoặc 4 và 3 nó sẽ là hai cạnh liên tiếp. 2 và 3 nó sẽ là hai cạnh liên tiếp. Chính là hai cạnh liền nhau. Đấy, cắt nhau đấy, đúng không? Hai cạnh liền nhau. Đây, 4, 1 và 2 này là hai cạnh liên tiếp này. 2 và 3 là hai cạnh liên tiếp này, 3 và 4 là hai cạnh liên tiếp này, 4 và 1 là hai cạnh liên tiếp. Đấy. Vậy tổng độ dài hai cạnh liên tiếp chính là tổng độ dài của một cạnh chiều dài và một cạnh chiều rộng. Chính là tổng của chiều dài và chiều rộng là 307. Tổng
của chiều dài và chiều rộng là 307. Và chiều dài hơn chiều rộng, có nghĩa là chiều dài trừ chiều rộng thì bằng 97. Như vậy đây chính là hiệu của chiều dài và chiều rộng. Vậy ta có hiệu của chiều dài và chiều rộng là 97, tổng của chiều dài và chiều rộng là 307, còn hiệu là 97. Vậy đây chính là bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Hai số đó chính là chiều dài và chiều rộng. Còn tổng của chúng đây, hiệu của chiều dài và chiều rộng đây. Vậy áp dụng cái bài tìm hai số khi biết tổng và hiệu thì ta sẽ làm, ta tính được chiều dài và chiều rộng. Ta có chiều dài chiều dài của hình của cái mảnh đất đó là hình chữ nhật, cho nên ta tính chiều dài chính là chiều dài của hình chữ nhật này, đúng không? Chiều dài chính là số lớn, chiều rộng là số bé. Thì số lớn sẽ bằng tổng cộng hiệu chia 2. Tổng ở đây là 307 cộng hiệu là 97 và chia cho 2 sẽ bằng. Ta tính ra nhá. 307 cộng với 97 nó sẽ bằng 404. 404 chia 2 tính nhẩm được nó sẽ bằng 202 mét. Bây giờ chiều rộng. Tổng của hai số là 307. Hoặc là chiều rộng sẽ bằng tổng trừ đi chiều dài, hoặc là chiều rộng sẽ bằng chiều dài cộng với lại hiệu của hai số. Có thể bằng 202 cộng 197 hoặc là bằng 307 trừ đi 202. Ta lấy chiều rộng sẽ bằng tổng của chiều dài và chiều rộng là 307 trừ đi chiều dài là 202. Bằng 307 trừ 202 501 bằng 105. Bây giờ thì A người ta yêu cầu tính nha. Chu vi mảnh đất đó. Trả lời chu vi mảnh đất đó là chu vi bằng chiều dài cộng chiều rộng. Chiều rộng là 105 nhân với 2. 105 cộng 202 7 bằng 307. 307 nhân với 2. 27 mới 44 nhớ 1, 20 là 0 thì 1 là 1, 2 là 6. 614. Vậy xong thì nha, ý B. Ý B là tính diện tích của cái mảnh đất đó. Diện tích sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng. Chiều dài ở đây là 202, chiều rộng là 105. Ta nhân. Năm nhân hai bằng 10, không nhớ 1. 5 nhân 0 bằng 0 thì 1 là 1. 2 nhân 0 bằng 2 nhân 5 nhân 2 bằng 10. 0, 0, 0. 1 nhân 2 bằng 2. 1 nhân 0 bằng 0, 1 nhân 2 bằng 2. 0, 1, 2, 1, 2. Bằng 21.210. Diện tích thì nó sẽ là mét vuông. Để ta đáp số A. Chu vi 2.614 mét. B. Diện tích 2.21.210
Mét vuông. Thế rồi.